Mi Tiên vấn đáp, phần 5, cứu cánh của Sa Môn Hạnh. Sau buổi cúng dường trọng thể, Đức Vua thỉnh tất cả tỳ khưu tăng về chùa An Nghỉ, chỉ xin lưu lại 10 vị cùng với Đại Đức Na Tiên dự buổi pháp đàm. Đức Vua thỉnh Đại Đức Na Tiên cùng 10 vị tỳ khưu ngồi cao phía trên, ngài ngồi bên dưới cùng với quần thần, rồi bạch. Thưa, trẫm đã sẵn sàng rồi. Tâu, bần tăng cũng đã sẵn sàng rồi, đại vương hãy tùy nghi. Thế thì chấm xin hỏi đây, sống đời xuất gia có gì là lợi ích, có gì là cao thượng? Tâu đại vương, người sống đời xuất gia thành tựu được bốn điều lợi ích. Thứ nhất là không còn sầu khổ khi một ngũ uẩn xanh, hay gọi là khổ xanh. Thứ hai, không còn sầu khổ khi ngũ uẩn héo mòn, tiêu tụy, hay gọi là khổ già. Thứ ba, không còn sầu khổ khi ngũ uẩn đau đớn, nhức nhối, khó chịu, hay gọi là khổ bệnh. Thứ tư, không còn sầu khổ khi ngũ uẩn tàn hoại, diệt mất, hay gọi là khổ chết. Sự thay đổi, biến hoại, tiêu diệt của ngũ uẩn từ sanh, lão, bệnh đến tử người xuất ra hàng suy niệm, hàng quán tưởng nên sẽ thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não chi phối là những lợi ích thủ thắng đấy. tàu đại vương Đúng thế. Quả thật là lợi ích to lớn giữa cõi nhân sinh này. Còn có cái gì là cao thượng, thật sự cao thượng của người xuất gia, thưa Đại Đức? Thưa, khi người xuất gia không còn bị sinh lão bệnh tử của ngũ uẩn ma vương ấy chi phối nữa, vị ấy thân chứng một trạng thái quân bình tuyệt hảo, hạnh phúc tuyệt hảo, vượt cao, vượt trên tất cả hạnh phúc của trần thế, siêu việt ý niệm, ngữ ngôn, cái ấy giả danh là niết bàn nơi không còn sanh tử, khổ đau và phiền não nữa. Đấy là sự cao thượng trên tất cả mọi sự cao thượng, tâu đại vương. Đức vua rất hoan hỉ hỏi tiếp. Tất cả sa môn đều có nguyện vọng như thế sao? Tâu đại vương, cứu cánh sa môn hạnh thì như thế, nhưng trong hàng tăng lữ hiện có 7 hạng người xuất gia vì lý do khác nhau. Một, Có người xuất gia vì muốn trốn luật vua, phép nước. 2. Có người xuất gia là để được thân cận giới quyền quý cao sang. 3. Có người xuất gia là mong được quyền hành trong một ngôi chùa hay lãnh đạo tăng lữ, đồ chúng. 4. Có người xuất gia vì thất nghiệp, muốn kiếm miếng cơm manh áo. 5. Có người xuất gia vì cô thế, cô thân, trốn kẻ thù nghịch. 6. Có người xuất gia vì mang công mắc nợ. 7. Có người xuất gia vì sợ sanh tử luân hồi muốn chấm dứt khổ đau, phiền não. Thấy Đại Đức Na Tiên trả lời đâu ra đó rất rõ ràng, minh bạch, lại tự nhiên như hít thở khí trời, ngài phục lắm, thử ướm hỏi. Vậy chắc chắn Đại Đức vì mục đích cao thượng của hạng người thứ bảy mà xuất ra làm sa môn. Đại Đức Na Tiên mỉm cười gật đầu. Thưa, không phải thế, bần tăng rời khỏi gia đình lúc bảy tuổi, còn rất nhỏ thì nào biết gì sau dần lớn lên nhờ thầy tổ nhờ các vị trưởng lão giải công giáo hóa trí óc mới khơi mở được chút ít hiện giờ thì có thể nói rằng bần tăng tu là cốt ý để diệt khổ đấy không còn là lời nói dối nữa đức vua milan đà nghe cách trả lời cách nói đầy khiêm tốn của đại đức na tiên ngài kính trọng quá quỳ xuống vập đầu và nói lớn ôi lành thay cao quý thay hết phần năm kính mời quý độc giả đón xem tiếp phần 6